cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga đã từng khẳng định Washington từ lâu mong muốn mở mặt trận thứ hai chống lại Moscow ở Nam Caucasus bằng cách can thiệp vào các vấn đề trong khu vực. Mới đây nhất, một nhà báo của tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ, Cumhuriyet, cũng cho biết Washington đã nhiều lần cố gắng mở mặt trận phía Nam gần biên giới Nga lợi dụng tình hình ở georgia nhưng họ chưa bao giờ làm được điều này theo ông hiện tại mỹ quan tâm đến việc xích lại gần nhau với armenia vì mục đích tương tự bài báo lưu ý bộ trưởng bộ ngoại giao armenia ararat mizoran đã được mời tham dự các sự kiện của hội nghị thượng đỉnh nato ở washington sau đó câu hỏi đặt ra về việc quân đội mỹ có đại diện của họ trong bộ quốc phòng armenia Ngoại trưởng Uzra Jeja đã xác nhận tin tức này và tuyên bố về sự khởi đầu của một giai đoạn chiến lược mới trong quan hệ giữa Mỹ và Armenia. Tác giả bài viết tin rằng với động thái này, Mỹ đang cố gắng đạt được mục tiêu kép mở mặt trận phía Nam chống lại Nga và chen mình vào tam giác Astana, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Iran. Cách đây ít hôm, Bộ Quốc phòng Armenia cho biết một cuộc diễn tập có tên Đối tác Đại Bàng khai mạc từ hôm 15 tháng 7 và kéo dài tới ngày 24 tháng 7 huy động sự tham gia của lực lượng gìn giữ hòa bình Armenia, lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi USAREURAF và lực lượng vệ binh quốc gia bang Kansas. Cơ quan này cho biết mục đích của cuộc diễn tập là tăng cường khả năng tương tác của các đơn vị tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình quốc tế, trao đổi kinh nghiệm tốt nhất về kiểm soát và liên lạc chiến thuật, nâng cao khả năng sẵn sàng của lực lượng Armenia. Armenia là đồng minh và đối tác kinh tế chính của Nga sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, nước này có một căn cứ quân sự ở Moscow trên lãnh thổ, đồng thời là thành viên của tổ chức hiệp ước an ninh tập thể CSTO, liên minh an ninh do Nga dẫn đầu. Tuy nhiên, quan hệ giữa Armenia và Nga đã trở nên căng thẳng sau khi Azerbaijan năm ngoái phát động chiến dịch chớp nhoáng để giành quyền kiểm soát vùng Nagorno-Karabakh, chấm dứt ba thập kỷ khu vực này nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng ly khai thân Yerevan. Giới chức Armenia cáo buộc lực lượng gìn giữ hòa bình Nga được Moscow điều đến Nagorno Karabakh sau cuộc xung đột giữa Yerevan và Baku năm 2020 đã không có động thái ngăn cản chiến dịch của Azerbaijan. Nga bác bỏ cáo buộc, khẳng định lực lượng của Moscow không có quyền can thiệp. Nước này được cho là đang cố gắng giữ thế cân bằng, vừa duy trì quan hệ thân cận với Armenia, vừa giữ hòa khí với Azerbaijan và đồng minh của Baku là Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara hiện là đối tác kinh tế quan trọng của Moscow trong bối cảnh Nga đang bị các lệnh trừng phạt của phương Tây bùa vây. Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan hồi tháng 6 đã tuyên bố Yerevan rút khỏi CSTO, cáo buộc các thành viên của khối đã không hoàn thành nghĩa vụ của họ theo quy định, thậm chí đang âm mưu cùng Azerbaijan gây chiến với Armenia. Theo trang min.in.ua, các UAV Ukraine mới đây đã thực hiện vụ tấn công nhằm vào sân bay quân sự Milerovo nằm ở tỉnh Rostov của Nga. Theo lời kể từ một số người dân địa phương, họ nghe thấy ít nhất 16 tiếng nổ lớn. Dựa trên những bức ảnh vệ tinh chụp, có thể thấy vụ tập kích UAV của Ukraine đã gây thiệt hại cho một số công trình nằm trong khu vực bảo dưỡng máy bay của căn cứ. Đồng thời, kho nhiên liệu trong căn cứ trên cũng bị cháy một phần. Mil.in.ua nhận định, căn cứ Milerovo là nơi đóng quân của Trung đoàn Hàng không tiêm kích cận vệ số 31 Nga đơn vị được trang bị nhiều chiến đấu cơ Su-30 SM. Quân đội Nga tới nay chưa bình luận về những hình ảnh và thông tin được min.in.ua đăng tải. Thời gian gần đây, Ukraine liên tục tấn công vào sân bay quân sự Nga. Vừa qua, Tổng thống Zelensky khẳng định trong bài phát biểu qua video hàng đêm của ông rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công chính xác vào lực lượng Nga ở sân bay Dozankoy. Ông Zelensky nhấn mạnh, cảm ơn các chiến binh, cảm ơn vì sự chính xác của các bạn cảm ơn tổng tư lệnh Oleksandr Syzdyk đã tổ chức chiến dịch này. Ông Zelensky còn bày tỏ cảm ơn quân nhân đã tiến hành các chiến dịch, đặc biệt là những chiến dịch quan trọng, những chiến dịch cực kỳ quan trọng nhằm phá hủy trang thiết bị của quân đội Nga, cơ sở hạ tầng chiến đấu của họ. Derzankoi nằm ở phía bắc bán đảo Crimea do Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014. Các nguồn tin không chính thức ở cả Ukraine và Nga trước đó đã đưa tin về một loạt vụ nổ tại Derzankoi. Viện nghiên cứu chiến tranh ISJEP có trụ sở tại Mỹ nhận định, trước đây, các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine có xu hướng chỉ nhắm vào các căn cứ không quân riêng lẻ ở Nga và khả năng Ukraine tấn công các căn cứ không quân khác nhau trong cùng thời điểm là một sự gia tăng đáng kể về năng lực, có thể coi là bước ngoặt mới trong xung đột. ISVK tin rằng các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga là một phần cần thiết trong chiến dịch của Ukraine nhằm làm suy yếu các ngành công nghiệp hỗ trợ, các nỗ lực và năng lực quân sự của Nga. Hồi đầu tháng 5, Pravda công bố đoạn video lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã bắn trúng hai hệ thống tên lửa phòng không bức của Nga trên mặt trận Sumy trong các hoạt động trinh sát. Hệ thống này nhanh chóng bị máy bay không người lái tấn công bắn trúng. Ngay sau đó, một hệ thống bức khác được điều đến hiện trường để hỗ trợ hệ thống nói trên sơ tán, nhưng lực lượng Ukraine tiếp tục tấn công. Kết quả là cả hai hệ thống tên lửa phòng không Nga đều bị phá hủy. Mới đây nhất, Bộ Quốc phòng Ukraine tiếp tục đăng một đoạn video cho thấy máy bay không người lái UAV trinh sát của Trung đoàn số 14 Ukraine phát hiện xe chở đạn kiêm bệ phóng và radar Tela của hệ thống phòng không bức M1 Nga gần một dạng cây tại tỉnh miền nam Zaporizhia. Xe Tela sau đó di chuyển vào bên trong dạng cây được cho là một điểm tập kết đã được ngụy trang của lực lượng phòng không Nga. UAV Ukraine chuyển tọa độ mục tiêu để pháo binh Ukraine tung đòn tập kích đòn đánh đã kích hoạt nhiên liệu của tên lửa phòng không trên xe Tela, tạo ra vụ nổ lớn và đám khói dày đặc có thể nhìn thấy từ xa, khiến khí tài này bị phá hủy hoàn toàn. Bộ Quốc phòng Ukraine bình luận về video một màn bắn pháo hoa trên chiến trường, thêm một hệ thống phòng không bấc M1 của đối phương bị phá hủy. Cơ quan này không đề cập loại đạn nào đã được sử dụng, song nhà báo chiến trường Ukraine Andriy Tersaplienko cho biết đây là cuộc tập kích bằng pháo HIMARS dựa trên video Cổng thông tin điện tử quân đội Ukraine Militani cho hay lực lượng nước này đã khai hỏa rocket từ tổ hợp HIMARS, nói thêm rằng tổ vận hành hệ thống bức M1 có thể cũng đã hứng thương vong. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Cơ quan này hiếm khi phản hồi về các video khí tài Nga bị phá hủy do Ukraine đăng. bấc M1 là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung tự hành tiên tiến do Liên Xô phát triển vào năm 1984. Tổ hợp này là một trong những hệ thống đánh chặn đáng sợ nhất thế giới thời điểm chúng ra đời. Phiên bản Buck M1 được phát triển dựa trên hệ thống Buck được chế tạo vào đầu những năm 1970. Buck M1 được thiết kế với vai trò hệ thống phòng không chiến thuật chiến trường, chuyên đi theo bảo vệ đội hình tiến quân của các sư đoàn cơ giới. Hệ thống này được trang bị đài radar, phát hiện và chỉ thị mục tiêu 9S18M1, coupon M1, sử dụng anten mảng pha, các thành phần đặt trên xe tự hành bánh xích mới GM-567M có tính năng vượt trội so với các phiên bản phòng không trước đây của Liên Xô. Tổ hợp Bắc M1 trang bị đài chỉ huy 9S470M1 hoàn toàn mới, giữ vai trò trung tâm, điều phối hoạt động và liên kết các thành phần khác, đồng thời theo dõi, đánh giá và phân tích kết quả sau khi tên lửa được phóng đi. Quân đội Ukraine những tháng gần đây tăng cường nhắm mục tiêu các hệ thống phòng không của đối phương tại nhiều khu vực, bao gồm cả trên lãnh thổ Nga, Họ sử dụng nhiều loại đạn trong các cuộc tập kích từ tên lửa mang đầu đạn chùm cho đến drone cảm tử. Giới chuyên gia nhận định Ukraine đang muốn làm suy yếu năng lực hệ thống phòng không của Nga để dọn đường cho tiêm kích F-16 triển khai trên chiến trường. Người phát ngôn nhóm lực lượng Khotysia của Ukraine, ông Nazar Volosin ngày 21 tháng 7 cho biết, Nga đã triển khai thêm các đơn vị tấn công gần làng Hlyboke ở khu vực Kharkov để chuẩn bị cho đợt tấn công mới theo ông Volosin, quân Nga đã điều động bổ sung các đơn vị tấn công từ lữ đoàn thủy quân lục chiến cận vệ 155 và sư đoàn súng trường cơ giới cận vệ 18 thuộc quân đoàn 11 đến gần thị trấn Heliboke để chuẩn bị cho các hoạt động tấn công. Lực lượng Nga đang triển khai UAV để giải mìn từ xa trong khu vực. Làng Heliboke nằm ở phía bắc tỉnh Kharkov, cách biên giới với Nga 7 km và cách thành phố Kharkov 39 km. Ông Volosin cũng cho biết nhân sự bổ sung từ Trung đoàn Súng trường Cơ giới số 41 thuộc Sư đoàn Súng trường Cơ giới số 72 đã được chuyển đến thành phố Murom của Nga nhằm bù đắp tình trạng thiếu nhân sự hiện tại của Trung đoàn. Trong khi đó, các nhóm tấn công từ Lữ đoàn Súng trường Cơ giới hóa riêng biệt số 138 của Nga, Trung đoàn Súng trường Cơ giới hóa số 109 của Tập đoàn Quân số 6 và Lữ đoàn Súng trường Cơ giới hóa riêng biệt số 128 của Quân đoàn Quân đội số 44 của Nga đang tập hợp lại để thực hiện các hoạt động tấn công. Ông Volosin cho biết thêm, người ta cũng xác nhận rằng phân đội tấn công của trung đoàn xe tăng 153 thuộc sư đoàn xe tăng 47 của lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã được rút đi để phục hồi. Các nhân sự từ lữ đoàn súng trường cơ giới hóa độc lập số 128 của quân đoàn 44 và quân đoàn biệt đội Akhmat đã vào vị trí. Bên cạnh đó, mới đây, bà Farah Dakala, người phát ngôn của Liên minh NATO cho biết NATO đã đưa ra các kế hoạch phòng thủ toàn diện nhất kể từ chiến tranh lạnh và hiện có hơn 500.000 binh sĩ đang ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao. Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson đã giải thích chi tiết rằng Moscow sẽ không tấn công các nước NATO, điều đó là vô nghĩa. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng các chính trị gia phương Tây thường xuyên đem mối đe dọa tưởng tượng từ Nga ra hù dọa người dân của họ nhằm đánh lạc hướng chú ý khỏi các vấn đề nội bộ, nhưng những người thông minh hoàn toàn hiểu rõ rằng đây là mối đe dọa giả mạo. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sisky cho biết lực lượng Nga đang tiến hành các cuộc tấn công không ngừng nghỉ nhằm cố gắng tiến về thị trấn Pokrovsk, một trung tâm hậu cần lớn của Ukraine ở phía đông. Pokrovsk thuộc Donetsk và cách khu vực mà Nga đang kiểm soát chưa đầy 25 km. Thị trấn này nằm ở giao lộ đường bộ và đường sắt, khiến nơi đây trở thành điểm hậu cần quan trọng cho quân đội và dân thường Ukraine ở phía đông. Ông Sisky cho biết trong một phát biểu từ mặt trận phía đông rằng đối phương không chú ý đến mức độ tổn thất của họ và tiếp tục tiến về phía Pokrovsk. Các hoạt động chiến đấu với cường độ khác nhau đang diễn ra dọc theo toàn bộ mặt trận. Ông cũng lưu ý rằng các lực lượng Nga cũng đang cố gắng giành các hòn đảo gần thành phố Kherson. Giao tranh quyết liệt đang diễn ra gần một số ngôi làng và thị trấn phía đông, bao gồm Krasnohorovka và Chasovya. Trong một ngày, Nga đã tiến hành 39 cuộc tấn công vào mặt trận Pokrovsk, trong tổng số 117 cuộc tấn công dọc chiến tuyến. Truyền thông Nga dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng cho biết quân đội nước này đã giành được hai ngôi làng ở phía đông vào cuối tuần qua. Theo đánh giá, những ngày gần đây, quân đội Nga hoạt động tích cực nhất theo hướng Pokrovsk, Adipka. Lực lượng phòng thủ Ukraine đang thực hiện các biện pháp nhằm ổn định tình hình và ngăn chặn đối phương tiến sâu hơn. Trước đó, theo kênh Deep State, có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GRU. Nga đã thành công kiểm soát làng Progress trên hướng Pokrovsk thuộc vùng Donetsk. Báo cáo GRU có đoạn, trong hai ngày, đối phương đã nhanh chóng lật ngược tình thế cuộc xung đột giành Progress. Các trận chiến bắt đầu từ những ngày cuối tháng 4 và trên thực tế, trong 3 tháng qua, chúng ta đã có thể đẩy lùi tương đối thành công các cuộc tấn công của họ, mặc dù thỉnh thoảng vẫn có những tổn thất về vị trí. Ngôi làng đã bị một trong các lữ đoàn bộ binh Nga kiểm soát. Khi họ bắt đầu tấn công lớn trước đó, gần như toàn bộ nơi đây đã bị bỏ hoang quân tiếp viện khẩn cấp của Ukraine gồm một lữ đoàn cơ giới đã đóng trên con đường phía tây khu định cư nhưng không thể cứu vãn tình thế. Ngày 20 tháng 7, do thiếu bộ binh nên lực lượng Kiev phải rút lui và hiện tại đã rời khỏi làng. Điều này buộc lữ đoàn khác đóng trên đường sắt cũng phải triển khai các vị trí của mình ở bên sườn. Ngoài ra, họ còn có nguy cơ bị bao vây. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi các đồng minh phương Tây cho phép sử dụng vũ khí viện trợ để tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga. Trong chuyến thăm London, Anh, nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi Anh giúp thuyết phục các đối tác khác dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí như vậy. Sau khi thủ đô Kiev hứng chịu loạt đợt tập kích bằng máy bay không người lái UAV, Reuters dẫn báo cáo từ quân đội Ukraine cho biết họ đã đánh chặn thành công loạt UAV nhắm tới thủ đô Kiev trong vòng 2 tuần qua. Không quân Ukraine cũng cho biết trên Telegram rằng hệ thống phòng không của họ đã phá hủy 35 trong số 39 UAV và hai tên lửa hành trình mà Nga đã phóng đêm 20 tháng 7. Hệ thống phòng không của Ukraine đã phá hủy toàn bộ vũ khí trên không trước khi chúng bay đến thủ đô Kiev. Đây là cuộc tấn công bằng UAV thứ 5 vào thủ đô Ukraine trong hai tuần qua. Không quân Ukraine cho biết máy bay không người lái và tên lửa của Nga còn nhằm vào 10 khu vực khác của nước này. Trước đó, ông Zelensky từng kêu gọi các nước ủng hộ Kiev, đặc biệt là Mỹ, tiến xa hơn, bao gồm cả việc cho phép lực lượng của nước này tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga. Ông nói, nếu chúng ta muốn giành chiến thắng, nếu chúng ta muốn chiếm ưu thế, nếu chúng ta muốn cứu và bảo vệ mình, chúng ta cần dỡ bỏ mọi giới hạn. Các đồng minh chủ chốt như Mỹ và Đức đã nới lỏng các điều kiện đối với việc Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga hồi tháng 5, nhằm đáp trả cuộc tấn công của Moscow vào Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Tuy nhiên, phương Tây vẫn giữ một số giới hạn về tầm tấn công và hoàn cảnh mà Kiev có thể tấn công. Khi nói đến các cuộc tấn công tầm xa, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã vạch ra làn danh đỏ Mỹ muốn Ukraine tập trung vào đối phó với cuộc tấn công của Nga. Việc ngăn Kiev tấn công xa hơn vào Nga buộc Ukraine tập trung vào điều mà các quan chức Mỹ gọi là những cuộc cận chiến quanh Kharkov và những khu vực khác trên tiền tuyến. Ngoài ra còn có một yếu tố căng thẳng khác. Nga là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và từng đe dọa sử dụng những vũ khí này nhiều lần trong suốt cuộc xung đột, mặc dù điều đó chưa xảy ra. Mối lo ngại về một cuộc xung đột sâu rộng hơn đã ảnh hưởng đến các chính sách của Tổng thống Joe Biden. Trên thực tế, Ukraine đã nhận được nhiều vũ khí có khả năng hơn và nhiều quyền hạn sử dụng chúng hơn. Nhiều binh sĩ Ukraine thích sử dụng AK hơn súng phương Tây vì dễ tìm thấy đạn, một số thậm chí còn coi đây là chiến lợi phẩm quý giá. Trong giai đoạn đầu xung đột, nhiều binh sĩ Ukraine và các tình nguyện viên nước ngoài được cấp các loại súng trường chuẩn NATO sử dụng đạn 5,56 x 45mm do Mỹ và châu Âu viện trợ. Các lữ đoàn Ukraine được huấn luyện ở nước ngoài cũng trang bị hoàn toàn súng đạn phương Tây. Tuy nhiên, khi cuộc giao tranh bước sang năm thứ ba, ngày càng nhiều binh sĩ Ukraine chuyển sang dùng AK, loại vũ khí mà họ đã rất quen thuộc trước đây và rất dễ tìm thấy đạn trên chiến trường bởi chúng cũng được lực lượng Nga sử dụng. Một công dân Mỹ hiện đang là lính bắn tỉa thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 59 của Ukraine cho biết đơn vị của Anh ưa chuộng AK-74 hơn các mẫu súng tương đương của phương Tây khi nguồn cung đạn chuẩn NATO ngày càng khan hiếm. Người này cho biết nguồn chiến lợi phẩm khi tiến công vị trí Nga cũng giúp họ luôn có dồi dào loại đạn này. AK-74 ra đời vào năm 1974 và nhanh chóng thay thế AK-47 trở thành súng trường chủ lực của quân đội Liên Xô và sau đó là quân đội Nga. AK-74 do nhóm thiết kế của AD Kriakusin chế tạo dưới sự giám sát của ông Mikhail Kalashnikov. Sự ra đời của súng trường này được xem là cách Liên Xô khắc phục các nhược điểm vốn có trên AK-47. Chính nó đã giúp quân đội Nga không quá tụt hậu so với các nước phương Tây sau khi Liên Xô tan rã. Về cơ bản, AK-74 sử dụng các hệ thống cốt lõi của AK-44. Nó đã sớm được thử lửa trong cuộc chiến tranh Xô Viết Afghanistan 1979-1989. AK-74 sử dụng loại đạn nhỏ hơn và nhẹ hơn so với đạn của AK-47. Loại đạn này có xu hướng phân mảnh khi chạm vào vật thể. Do có hộp đạn nhẹ hơn nên súng cũng có độ giật nhẹ hơn so với AK-47. Vì thế, các xạ thủ sẽ dễ dàng điều chỉnh khi ngắm bắn mục tiêu. AK-74 có tầm bắn hiệu quả từ 500 đến 800 mét tùy vào từng loại mục tiêu và tầm bắn tối đa có thể lên đến 3.000 mét. Xét ở góc độ quân sự AK-47 cho phép khai hỏa tự động một cách có kiểm soát để thực hiện nỗ lực áp chế. Do đạn của AK-74 có trọng lượng nhẹ hơn so với AK-47 nên binh sĩ có thể mang theo nhiều băng đạn này khi ra chiến trường. AK-74 cũng được sử dụng tại nhiều quốc gia. Nếu xạ thủ muốn gia tăng tầm bắn, tăng khả năng kiểm soát và sử dụng đạn nhẹ hơn thì AK-74 sẽ là lựa chọn đầu tiên. Ngoài ra, một mẫu súng dòng AK khác được nhiều binh sĩ và chỉ huy Ukraine săn tìm là AK-12. Đối với binh sĩ Ukraine, AK-12 là chiến lợi phẩm quý giá, không phải chỉ vì ý nghĩa biểu tượng mà còn cả tính năng của súng. Việc sử dụng vũ khí hiện đại thu từ đối phương có thể giúp một số binh sĩ Ukraine cân bằng lợi thế kỹ thuật với đối phương. Do đó, họ luôn tìm cách sở hữu AK-12. Trong khi đó, các chỉ huy lẫn quan chức Ukraine coi việc thu được mẫu súng tiên tiến của Nga là biểu tượng của chiến thắng. Do đó, họ thường xuyên chọn AK-12 làm chiến lợi phẩm. Nga mới đây đã đề xuất tăng thuế đối với các công ty và người giàu nhằm bù đắp khoảng 30 tỷ đô la Mỹ và nguồn thu ngân sách năm tới giữa cuộc xung đột tốn kém với Ukraine. Cuối tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga Anton Siluanov thông báo những thay đổi này nhằm mục đích xây dựng một hệ thống thuế công bằng và cân bằng. Ông cho biết thêm rằng nguồn thuế bổ sung sẽ củng cố sự thịnh vượng kinh tế của nước Nga. Các sửa đổi được đề xuất sẽ có hiệu lực từ năm 2025. Bộ trên khẳng định việc tăng thuế sẽ nhắm vào những người giàu nhất nước Nga. Cụ thể, thuế mới sẽ bao gồm thuế xuất lũy tiến bổ sung thuế doanh nghiệp tăng 5% và thuế khai thác khoáng sản mới. Thuế thu nhập hiện nay là 13% đối với đa số người Nga. Một số người có thu nhập cao hơn phải trả mức thuế 15%. Theo giới phân tích, điều đó sẽ giúp Nga bơm thêm tiền vào kế hoạch quân sự ở Ukraine. Ở chiều ngược lại, theo Reuters, chính phủ Ukraine cũng đã đề xuất tăng nhiều khoản thuế để huy động thêm ngân sách mua sắm vũ khí và trả lương binh sĩ khi cuộc xung đột với Nga sắp bước sang tháng thứ 29. Tại cuộc họp hàng tuần, chính phủ Ukraine đã phê duyệt dự thảo thay đổi luật ngân sách năm 2024, tăng chi tiêu quốc phòng thêm 495,3 tỷ hryvnia, tức khoảng 11,9 tỷ đô la Mỹ. Kiev đã đặt mục tiêu chi tiêu quốc phòng khoảng 1,7 nghìn tỷ hryvnia cho năm nay. Những thay đổi này vẫn cần được Quốc hội thông qua và được Tổng thống Volodymyr Zelensky ký ban hành trước khi có hiệu lực. Chính phủ cũng đề xuất tăng thuế từ thuế chiến tranh do người dân nộp cho đến áp dụng thêm thuế đối với một số mặt hàng nhập khẩu và tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu. Bộ Tài chính Ukraine cho biết trong một tuyên bố, xung đột toàn diện hiện đã bước sang năm thứ ba và nhu cầu trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng ngày càng tăng. Để tài trợ, chúng ta chỉ có thể dựa vào nguồn lực của chính mình và nguồn chính là thuế và vay trong nước. Điều này sẽ đảm bảo an toàn cho chúng ta và đưa chiến thắng đến gần hơn. Bộ này cho biết, những thay đổi được đề xuất là phương án khả thi nhất để tài trợ cho các nhu cầu quân sự bổ sung, đồng thời nói thêm rằng khoảng 1 phần 3 sẽ được chi trả bằng cách tăng thuế. Chi tiêu quốc phòng của Kiev tiếp tục tăng khi chính phủ phát động chiến dịch mới nhằm tăng cường nỗ lực huy động và đưa thêm binh sĩ đến tiền tuyến. Ukraine cũng tập trung vào việc xây dựng ngành sản xuất vũ khí trong nước. Để có thể chuyển ngân sách cho quân đội, Ukraine đã đề xuất nhiều mức tăng thuế khác nhau, với kế hoạch tăng thêm 140 tỷ hryvnia doanh thu. Chính phủ đang yêu cầu quốc hội xem xét tăng thuế chiến tranh đối với cá nhân lên 5%, từ mức 1,5% hiện tại. Các dự thảo đề xuất do một số nhà lập pháp công bố cho thấy chính phủ đang có kế hoạch mở rộng số lượng doanh nghiệp đủ điều kiện nộp thuế chiến tranh, trong đó có cả các doanh nghiệp tư nhân và các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ. Ukraine cũng muốn cắt giảm 65,7 tỷ hryvnia cho kế hoạch chi tiêu ngân sách năm 2024, bao gồm cả việc tiết kiệm chi trả nợ nước ngoài. Đối với chi tiêu xã hội và nhân đạo, Kiev phụ thuộc vào viện trợ tài chính quốc tế. Nước này đã nhận được khoảng 89 tỷ đô la Mỹ từ các đối tác phương Tây dưới dạng viện trợ tài chính kể từ khi Nga bắt đầu kế hoạch quân sự vào tháng 2 năm 2022. Hồi tháng 2, một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, Liên Hợp Quốc, Ủy ban châu Âu và Chính phủ Ukraine cho thấy việc tái thiết lại nền kinh tế Ukraine sau kế hoạch quân sự của Nga dự kiến sẽ tiêu tốn 486 tỷ đô la Mỹ. Con số này có thể tăng lên vào thời điểm hiện tại. Báo cáo cho biết thiệt hại trực tiếp từ xung đột đã lên tới gần 152 tỷ đô la Mỹ, với thiệt hại tập trung ở các khu vực như Donetsk, Kharkov, Lugansk, Zaporizhia, Kherson và Kiev trong bối cảnh căng thẳng với trung quốc đầu tư của ấn độ vào phòng không đã trở thành nền tảng trong chiến lược an ninh quốc gia của nước này trong khi đó chiến trường hiện đại đặc trưng bởi những tiến bộ công nghệ và tác chiến đa miền đặt ưu thế trên không lên hàng đầu đối với ấn độ mối đe dọa bao gồm từ máy bay có người lái và máy bay không người lái cho đến tên lửa đạn đạo và hành trình tất cả đều cần có cơ sở hạ tầng phòng không toàn diện và tiên tiến vì vậy, việc mua các hệ thống như S-400 của Nga là minh chứng cho cam kết của Ấn Độ trong việc tăng cường khả năng phòng không của mình. Những hệ thống đó không chỉ giúp tăng cường phòng thủ mà còn đóng vai trò là công cụ gian đe chiến lược, báo hiệu sự sẵn sàng của Ấn Độ trong việc bảo vệ không phận của mình và chống lại bất kỳ hành động thách thức nào. Tuy nhiên, Nga tiếp tục lùi thời hạn bàn giao hai hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không tầm xa S-400 cho Ấn Độ cho tới năm 2026. Theo trang The Asian Times, theo kế hoạch ban đầu, 5 tổ hợp S400 do Nga sản xuất mà Ấn Độ đã đặt mua sẽ được chuyển tới nước này vào đầu năm 2024. Năm 2018, Ấn Độ ký với Nga thỏa thuận mua 5 tổ hợp S400 trị giá 5,43 tỷ đô la Mỹ. Ấn Độ đã nhận 3 tổ hợp S400 và triển khai chúng ở các khu vực phía Đông và phía Tây để đối phó Trung Quốc và Pakistan. Xem xét tình hình địa chính trị khó khăn ở tiểu lục địa Ấn Độ, New Delhi đã yêu cầu Nga đẩy nhanh việc bàn giao số hệ thống tên lửa còn lại. Yêu cầu này được thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đưa ra trong chuyến thăm Nga gần đây trong tháng 7. Đáp lại, phía Nga cho hay họ sẽ xem xét đề nghị này nhưng không đưa ra thời hạn chuyển giao chính xác. Sau đó, Nga thông báo với Ấn Độ rằng họ có thể bàn giao tổ hợp S400 thứ tư vào tháng 3 năm 2026 và tổ hợp S400 thứ 5 vào tháng 10 năm 2026 vì có những sự chậm trễ do cuộc xung đột ở Ukraina gây ra. Tháng 7 năm 2019, chính phủ Ấn Độ trả lời bằng văn bản tại quốc hội rằng việc bàn giao hệ thống S400 có khả năng sẽ được thực hiện vào tháng 4 năm 2023. Đến đầu năm 2024, các quan chức lại nói việc bàn giao dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024 và sẽ không bị trì hoãn thêm nữa. Theo The Asian Times, ngoài cuộc xung đột tại Ukraine, sự không chắc chắn về việc thanh toán cũng góp phần làm chậm trễ việc bàn giao tổ hợp S-400. S-400 được xem là một trong những hệ thống phòng không tối tân nhất thế giới, có khả năng đánh chặn và tiêu diệt các mục tiêu trên không ở khoảng cách xa, bao gồm máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. S-400 cũng có thể tấn công bất kỳ mục tiêu trên không nào khác trong môi trường tác chiến điện tử. Một khẩu đội S-400 bao gồm hệ thống chỉ huy và kiểm soát một radar giám sát, một radar tham chiến và bốn đơn vị phóng TEL transporter erector launcher. S400 có khả năng theo dõi 300 mục tiêu và bắn hạ 36 mục tiêu cùng lúc. Tên lửa được tích hợp cho hệ thống này bao gồm 48N6DM, 48N6E3 có trọng lượng 1,8 tấn, trong đó đầu đạn nặng 180 kg. Với hệ thống đẩy mạnh mẽ, tên lửa có thể tiêu diệt các mục tiêu trên không trong phạm vi 250 km.